Ngày 24 tháng 10, thương lượng với phóng viên lao động qua điện thoại, ông Lê Hữu Thành Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Thủ Đức cho biết, ông và người thân trong gia đình đã thống nhất xin tự tháo dỡ các nhà xưởng sai phép trong thời gian tới. Theo ông Thành, việc tháo dỡ chưa thể thực hiện ngay do các nhà xưởng đang cho thuê nên cần phải có thời gian để bên thuê bố trí, di chuyển hàng hóa trả lại xưởng thì mới tháo dỡ được. Ông Thành thừa nhận việc xây dựng nhà xưởng trên đất quy hoạch sẽ không có giấy phép là sai tôi đã thông báo ban soàn xỉn dụ quận ủy Thủ Đức rồi, tôi làm sai tôi chịu và xin từ đây đến hết tháng 10 sẽ tự nguyện tháo dỡ nhà xưởng sai phạm ông Thành nói. Công trình phi pháp trên đất của gia đình ông Lê Hữu Thành tại phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức. Ảnh M. Quỷ trong khi đó, theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức, do ông Thành và người thân tự nguyện tháo dỡ sai phạm nên phường sẽ phối hợp với các lực lượng giám sát ngập nghèo diệt này. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 10, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp thị sát tại bảy xây dựng phi pháp của ông Lê Hữu Thành và người thân trong gia đình. Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, ông Lê Hữu Thành đã không biểu thị sự gương mẫu của người đảng viên. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, ông Thành cần tự xác định xem có đủ điều khiếu nại nối tiếp làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận nữa không và rất có thể sẽ phải bố trí lại. Theo thông báo của quận ủy Thủ Đức, 9 tháng đầu năm trên địa bàn quận có 168 không phép, 98 sai phép. Các vi phạm tập trung ở phường Hiệp Bình Chánh, gồm 82 không phép và 47 sai phép. Điều đáng nói, ông Lê Hữu Thành Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Thủ Đức liên quan đến 7 không phép tại hẻm 419 phường Hiệp Bình Chánh, các này chủ yếu đối là xưởng giấy, da, gỗ, cơ khí được xây dựng kiên cố với cầu thép, giác tôn, mái tôn, kèo sắt. Trong đó của ông Thành xây dựng từ năm 2012 nhưng đến